Bảo Yên từng là địa phương có diện tích trồng dâu nuôi tằm lớn của tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá kén xuống thấp nên nhiều hộ gia đình đã chuyển sang cây trồng khác. Từ năm 2022, khi có mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp, người trồng dâu nuôi tằm ở Bảo Yên có thu nhập tốt và ổn định hơn. Đây cũng là lý do huyện khuyến khích nông dân khôi phục diện tích trồng dâu nuôi tằm, tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững. Chị Ngô Thị Duyên đang thực hiện nốt công đoạn cuối cùng trước khi xuất bán lô kén tằm cuối trong năm. Năm nay, việc tiêu thụ kén tằm thuận lợi. Sản phẩm làm ra đến đâu đều được hợp tác xã thu mua hết. Giá lại cao hơn gấp 2-3 lần so với thời điểm dịch COVID-19, nên gia đình chị Duyên rất phấn khởi. Covid thì nó xuống đến 60.000, nhưng đến hiện tại năm 2023, đầu năm 2023 đây thì giá thì cao, được cao mà tằm thì đỡ chết. Gia đình em cũng đang mở rộng thêm, làm thêm ra được đăng ký một mẫu nữa. Việt Tiến là địa phương có vùng trồng dâu tằm quy mô lớn của Bảo Yên. Nỗ lực khôi phục diện tích dâu tằm đã có từ trước, Việt Tiến cũng trồng mới được 8 hectare dâu với 12 hộ tham gia, phấn đấu nâng lên khoảng 30 hectare trong năm 2024. Với giá từ 150 đến 170.000 đồng trên 1 kg kén, chính vì vậy mà nhìn thấy cái hiệu quả kinh tế cao và đến hiện tại thời điểm tại chúng tôi tiếp tục đang mở rộng diện tích dâu trên địa bàn xã. Để đảm bảo bền vững, Bảo Yên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với người dân từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm. Các hộ trồng mới được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật. Theo tính toán, với giá bán hiện tại, mỗi hecta trồng dâu nuôi tằm, người dân thu lãi từ 100 đến 120 triệu đồng. Hiện Bảo Yên đã trồng mới được gần 50 hecta dâu, tập trung chủ yếu tại các xã Việt Tiến, Kim Sơn và Bảo Hà. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch cho bà con là rất là cụ thể về cái quy trình kỹ thuật mới này, về cách thức làm mới, cải tiến về khoa học công nghệ để bà con làm, vận động bà con đồng hành và để chúng tôi quản lý được cái việc đó thì nó mới sẽ mang lại hiệu quả. Lựa theo cái nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì huyện cũng lồng ghép để sử dụng cái nguồn đấy tạo cái động lực để hỗ trợ cho người dân quay trở lại với nghề trồng dâu nuôi tằm, bởi vì là qua quá trình đã từng triển khai cho đến thời điểm hiện tại thì huyện vẫn đánh giá là cái trồng dâu nuôi tằm cũng hiệu quả rất là cao. Tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững, Bảo Yên phấn đấu đưa diện tích trồng dâu nuôi tằm đến năm 2025 đạt từ 200 đến 250 hectare, để dâu tằm là một trong 4 cây trồng chủ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân.